Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm qua đã ra phán quyết giải tán Đảng Tiến bước, đảng đối lập lớn nhất trong quốc hội nước này, liên quan tới những nỗ lực thay đổi điều luật chống xúc phạm chế độ quân chủ. Theo thẩm phán của Tòa án Hiến pháp Thái Lan, tòa đã bỏ phiếu nhất trí giải tán Đảng Tiến bước và cấm lãnh đạo đảng này Pita Limcharonrat tham gia hoạt động chính trị trong 10 năm. Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết Đảng Tiến bước vi phạm hiến pháp khi tìm cách sửa đổi Điều 112 Bộ Luật Hình sự Thái Lan, hay còn được biết đến là Điều luật về tội khi quân. Tòa kết luận việc Đảng Tiến bước tìm cách sửa đổi điều luật trên tương đương với nỗ lực lật đổ chế độ quân chủ. Trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm ngoái, Đảng Tiến bước giành được nhiều ghế nhất tại Hạ viện. Việc đảng này bị giải tán sẽ gây tác động lớn trên chính trường Thái Lan, vốn cũng đang có nhiều xáo trộn khác. Theo kế hoạch, vào ngày 14 tháng 8 tới, Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ ra phán quyết về vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng Setha Thavisin vì đã bổ nhiệm một nhân vật có tiền án vào vị trí bộ trưởng. Hôm qua, hàng nghìn người tại nhiều thành phố lớn của Anh, trong đó có thủ đô London, đã xuống đường tuần hành phản đối phân biệt chủng tộc. Hoạt động trên diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau khi xuất hiện thông tin về khả năng có thể xảy ra bạo loạn nhằm vào các cộng đồng người nhập cư. Khoảng 6.000 cảnh sát chống bạo động đã được huy động nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra biểu tình bạo loạn, đặc biệt đến từ các buổi biểu tình được lên kế hoạch của các nhóm cựu hữu. Trong khi đó, ứng dụng nhắn tin Telegram đã bị cáo buộc làm gia tăng các cuộc biểu tình bạo loạn tại Anh, khi một số nhóm cựu hữu đã sử dụng ứng dụng này để trao đổi thông tin và kích động biểu tình. Giới chức truyền thông Anh đã kêu gọi các nền tảng công nghệ chủ động gỡ bỏ các nội dung liên quan đến các hành vi bạo lực, kích động thù hận chủng tộc hoặc thúc đẩy bạo lực. Hãng Boeing cho biết sẽ thay đổi thiết kế máy bay để ngăn ngừa tái diễn sự cố bung cửa trên không như trường hợp đã xảy ra với máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng hàng không Alaska Airlines hồi tháng 1 năm nay. Sự cố đã khiến hãng chế tạo máy bay của Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng lớn thứ hai chỉ trong vòng vài năm trở lại đây. Phát biểu tại phiên điều trần kéo dài 2 ngày trước Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách chất lượng của Boeing Elizabeth Land cho biết, hãng đang nghiên cứu thay đổi thiết kế tấm chắn cửa và hy vọng có thể triển khai ngay trong năm nay để ngăn sự cố lặp lại trong tương lai. Phiên điều trần lần này tập trung vào một số nội dung như quá trình sản xuất và kiểm tra máy bay Boeing 737 Max 9, hệ thống quản lý an toàn và chất lượng, cũng như hoạt động giám sát của Cục Hàng không Liên bang và các vấn đề liên quan đến việc đóng và mở cửa. Trước đó, các nhà điều tra cho biết tấm chắn cửa của chiếc máy bay Boeing 737 Max 9 gặp sự cố hồi tháng 1, bị thiếu 4 bu lông, khiến cánh cửa bị bật tung trên không trung ở độ cao gần 5.000 mét và có 8 người bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ vì sao lại xảy ra sơ suất này. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO vừa lên tiếng cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục đạt mốc mới hàng tháng trong hơn một năm qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới. Trích dẫn số liệu từ cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus, cơ quan giám sát khí hậu hàng đầu của châu Âu, WMO cho biết ngày 22 tháng 7 vừa qua được ghi nhận là ngày nóng nhất từ trước đến nay, nhưng hiện chưa có dữ liệu về mức nhiệt trung bình của cả tháng. Trong năm qua, các đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài đã tác động nghiêm trọng tới các châu lục trên toàn cầu, trong đó có ít nhất 10 quốc gia ghi nhận nhiệt độ tối đa ở một số vùng lên tới hơn 50 độ C. Những số liệu đáng báo động này cho thấy tính cấp thiết của việc phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn các đợt nắng nóng cực. Trong bối cảnh nước Anh đang phải chứng kiến làn sóng bạo loạn phản đối người nhập cư tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây, nghệ sĩ đường phố nổi tiếng người Anh Banksy mới đây đã cho ra đời trên đường phố London hai tác phẩm mới tượng trưng cho sự hòa giải, chữa lành. Công bố hôm ngày 5 tháng 8 là một tác phẩm nghệ thuật theo phong cách khuôn mẫu mới xuất hiện ở gầm cầu Kew ở Richmond, phía tây nam London. Bức tranh mô tả một con dê đang đứng trên một mỏm đá với những tảng đá rơi. Phía xa là một chiếc camera giám sát thực đang chĩa về con dê. Tác phẩm thứ hai xuất hiện hôm ngày 6 tháng 8 cũng theo phong cách nghệ thuật khuôn mẫu, vẽ bóng của hai con voi với vòi hướng về phía nhau. Tác phẩm được vẽ trên khung cửa của hai cửa sổ bị ngăn cách nằm ở bên hông một ngôi nhà. Tại ngã tư Edith Terrace và Edith Grove ở Chelsea, sự xuất hiện liên tiếp của hai tác phẩm đã thu hút sự chú ý của người dân và giới truyền thông, đồng thời tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi về ý nghĩa. Ví dụ như hình ảnh con dê trên vách đá ám chỉ con người đang trên bờ vực diệt vong, hay hai chú voi đang hướng về nhau, tượng trưng cho sự hòa giải, chữa lành. Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.